Chào tất cả anh em nhé. Thì hiện tại thì có rất nhiều anh em là được cái video họ đề xuất video cũ thôi, đề xuất lại cái IC đánh lửa nha. Thì một bộ đấu sẵn như thế này, pin tiểu hợp pin công tắc. Đó. Hiện tại là đang có hai cái đơn này của sàn thương mại điện tử anh em. Thì mình vừa mới đóng xong. Đánh hai tia lửa đánh liên tục nha nè, đánh hai tia lửa đánh liên tục nha. Đây có dây mát luôn, và trong cái môi trường nước, trong môi trường dẫn điện là nó không bị dập nha nè. Gọi là một số cái IC mà không có dây mát á, là khi mà cái dung dịch mà hóa chất trong đó nó nhiễm điện á, anh em cứ nghĩ nó nhiễm điện á, thì nó sẽ chỉ kêu e thôi, nó không ra tia lửa, coi như nó không hoạt động ha. Thì tiết đồ ẩm ướt đồ này kia là nó không hoạt động, nhưng mà cái này thì nó có dây mát, đánh hai tia lửa liên tục nha. Anh em nhìn tia lửa nè. Anh em nhìn tia lửa. Thấy chưa? Thì cái này đa số là anh em vào Lazada anh em đặt thôi. Cái này hàng giờ gần như là độc quyền bên mình. Đáp đấu nó đáp sẵn ha. Này ở trên cái hộp pin nó có thêm một cái công tắc nữa. Đó, làm như khóa an toàn anh em. Nghĩa là anh em khi không sử dụng anh em có thể làm khóa an toàn như này. Có khách gọi nữa, từ từ tí mình trả lời xong. Đó. Thì khi anh em bật lên vậy nè, anh em bấm công tắc nè. Này tự nhả luôn nha anh em. Bóp vô nè. Anh em có thể bóp vô là hết pin thôi, nó không cháy đâu nha anh em. Này thực ra là cái đầu đầu vào của nó là 1.5V. Đầu ra là 12kV. Input, output. Input 1.5V. Output là 12kV. Nhưng mà khi mà đấu như thế này thì mình kinh nghiệm mình làm đấu hai cái cục pin tiểu luôn. Thứ nhất là nó sử dụng được lâu, thứ hai tia sáng nó sẽ, tia lửa nó sẽ to hơn và sáng hơn. Anh em thấy không? Như vậy thì anh em chỉ có về lắp chơi thôi, chứ không có lắp xài thôi, chứ không có phải đấu nói gì nữa hết. Đó. Cũng có rất nhiều anh em nói là tôi chỉ muốn đấu một tia lửa thôi, chứ tôi không muốn đấu hai tia lửa như này. Tại vì thường tôi chỉ thiết kế là hai cái tia đưa vô trong cái bồn đốt thôi. Thì cũng được anh em nhé. Một là anh em có thể là cắt bỏ cái sợi dây đen đi. Nguyên lý là mình nói sơ lược qua luôn nè. Hơi dài dòng tí nhưng mà mình nói sơ lược để anh em hiểu ha. Cái sợi dây đen này nè là sợi dây mát nè. Cái này thực tế nó IC bếp ga, nó bình thường cái bếp ga nó sẽ có hai cái bồn đốt nha anh em. Có hai cái bồn đốt nha. Thì một cái dây vàng nhỏ này nè, một dây vàng nhỏ đánh vô một cái sợi dây đen lớn. Một sợi dây xanh nhỏ này đánh vô một sợi dây đen lớn còn lại nha, là bắt hai cặp. Cái sợi dây đen nhỏ này nè, nó là dây mát, khi nó đụng vào cái cặp bên nào á, nó đụng vào cái cặp đánh của ở bên bên dây đen này nè, ở bên dây vàng này nè, thì cái cặp bên dây xanh nó sẽ đánh. Mà cái dây đen này á, là nó đụng vô cái dây xanh á, thì cái cặp đánh bên dây vàng nó sẽ đánh nha. Nên là khi anh em mà anh em để ý cái bếp ga, anh em bật bếp bên này á, thì bếp bên kia nó không có đánh nha. Chứ mà anh em bật cái là hai bên nó đánh hết, không phải nha anh em. Đó, giải thích cho anh em hiểu. Là cái sợi dây đen này là sợi dây mát nè. Nên là khi mà mình đấu á, thì mình xe lại cái sợi dây đen này, nó dính vào dây vàng, dây xanh nhỏ luôn. Ba sợi dây nhỏ này đánh vào một sợi luôn, xe lại thành một luôn ha, xe lại thành một luôn, để cho nó đánh là hai cái dây đen lớn này nó sẽ đánh vào cái cụm nhỏ này và đánh liên tục luôn anh em, đánh liên tục cho nó hết pin thì thôi, nó không dễ cháy nha. Đó, công suất nó thấp, nó không dễ cháy đâu. Đó. Khi mà anh em đặt, anh em có thể là liên hệ trực tiếp, nói là combo IC 12kV, anh em nhớ kỹ tên sản phẩm trước khi gọi nha. Combo IC 12kV đánh hai tia lửa. Hoặc là combo IC 12kV đấu hai pin tiểu. Đó là mình cũng hiểu ha. Đó, cái này là cố định luôn là 135.000 bao ship nha anh em. Giá mấy năm nay cũng không thay đổi gì, 135.000 bao ship ha. Thì hàng thì nói chung là anh em tin tưởng, sắp nào anh em mua sắp đó thôi. Tại vì hàng này á thì cũng nhập Trung Quốc về hết thôi, nhưng mà nó sẽ có cái hàng là rất là xịn và cái hàng rất là điểu. Đó. Chứ không phải là cái nào giống cái nào. Mà cái mẫu này thì mình cũng đặt mấy cái sàn của nước ngoài, của Trung Quốc về thôi. Nhưng mà mình cũng bán nhiều năm rồi, thì anh em biết là cái chỗ mình đặt uy tín là mình cứ đè chỗ đó mình đặt miết. Đó. Thì mình nói với anh em là nó phải mấy năm nó mới có thể cháy được. Đó. Giống như cái bếp ga nhà mình xài cũng phải mấy năm mới có phải là thay cái IC khác. Đó. Nó rất là bền nha. Đó. Anh em thấy nó đánh liên tục. Anh em thấy không? Độ bền nó rất là cao đấy. Anh em thấy cái tia lửa nè. Khi đấu hai pin tiểu là cái tia lửa rất là sáng nha. Rất là sáng nha. Trước thì mình có nhập cái pin
pin dài pin 3.7 á, nhưng mà 3.7 thì nó quá nhiều, tại cái này nó công suất 1.5 mà em đấu pin 3.7, mà nếu mà pin nó đủ dung gọi là nó đủ 3.7 luôn á là nó sẽ cháy. Mà gặp mấy cái pin điệu điệu mà nó chưa đủ 3.7 á thì ok, cũng đánh được nha. Đó. Nên là lâu nay mình cũng khuyên anh em là đặt cái bộ 135 này là ok. Hộp pin nó cũng đẹp hơn cái hộp pin kia nữa. Có là thêm một cái công tắc an toàn nữa. Đó. Khi mà anh em nhận hàng thì anh em cứ xem hàng, kiểm hàng thoải mái luôn giùm em. Nè, các mối đấu em cũng đã hàng coi nhiệt hết nha. Hàng coi nhiệt hết. À, anh em cứ kiểm tra hàng thoải mái giùm em. Bấm công tắc nó đánh ok là anh em nhận thôi. Cái này chả có gì là hư hết và cũng chả có gì mà không dám cho xem hết nha. Cũng không phải là hàng nhạy cảm luôn. Đó. Nên là mình giới thiệu như này là anh em thấy yên tâm mua nha. Yên tâm đặt về mà chơi. Khỏi có phải mà ra tìm từng tí, từng cái công tắc, từng cái hộp, từng cái IC. Rồi về đấu nói rồi mất thêm thời gian nữa. Cái này là mình đấu nói như này là mấy chú mấy bác lớn tuổi rất là thích nè. Mấy anh em, đường này nó vô tay nè. Mấy anh em mà kiểu như là không có nhiều thời gian rất là thích. Cứ mua về có nghĩa là... chỉ trong vòng thời gian rất là ngắn thôi là ráp vào chơi được rồi, không phải làm cái gì nữa hết. Ok anh em nhé. Anh em nào lướt qua thì cho mình xin một đăng ký kênh, like clip và bình luận ở bên dưới cho mình. Anh em có thể bình luận một dấu chấm hay bình luận chút sức khỏe hay gì đó, mình một cái mặt cười cũng được. Cảm ơn anh em rất là nhiều để tăng tương tác để mình dễ bán hàng hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha.